Rồi bắt lên, bật lại đi. Bật lại rồi, rồi xuống đất, rồi xuống đất coi con. Rồi xung quanh xem xem nào. Wow. Sáng quá trời sáng ha. Hello chào anh em quay trở lại với channel của Shopla thích đồ cũ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm khá gì là hay ho, không liên quan tới loa nha anh em. Mình xin nhắc lại là sản phẩm này không liên quan tới loa nhưng mà khá hay ho nên mình giới thiệu với anh em ha. Trên tay mình đây là cái đèn pin móc khóa hoặc là cái móc khóa đa năng chẳng hạn, anh em có thể gọi như vậy để được. Tại vì ở đây nó có cái mấu này để anh em mấu vào chìa khóa hoặc là mấu gì đó cũng được này. Còn đây là cái đồ khui bia này. Ở đây thì lại nó có cái đế 500 này. Đó, nó có 500 này. Để hút 500 á. Rồi còn đây thì nó có thể cặp lên trên cái miếng bìa hoặc là kẹp vào chỗ nào đó đều được ha. Đây, kẹp như vậy chẳng hạn. Đó, đều được. Rất là tiện ha. Và đèn này thì dùng pin sạc nha anh em. Pin sạc, đặc biệt nữa là nó được trang bị cái cổng cáp Type-C cực kỳ là tiện. Đây, anh em chỉ việc cắm cái cáp Type-C vào. Ở đây nó có một cái đèn báo, đó anh em thấy không? Nó có một đèn báo. Khi mà anh em cắm sạc vào thì nó sẽ báo đèn đỏ. Đây nó sẽ báo màu xanh hoặc là không. Đây nó sẽ báo màu xanh ha. Rồi, còn cái nút nhấn, đây là cái nút nhấn. Đèn này có chống nước cơ bản nha anh em, chống nước cơ bản sẽ không có thể ngâm nước được nhưng mà anh em đi trời mưa hoặc là rớt xuống nước thoải mái không vấn đề gì ha. Nhưng mà anh em nhớ nút chặt hai cái nút này lại để cho nó không bị gì hết ha. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái chân cái lỗ bắt ốc đây nữa cho phù hợp với lại cái ren của cái tripod. Nên là cái tripod á, nên là anh em có thể gắn vào cái đèn để làm đèn trợ sáng quay video giống như mình chẳng hạn. Đó, đây như thế này, làm đèn trợ sáng quay video. Hiện tại thì ở trong phòng này á, mình đang dùng khá rất là nhiều đèn, tới mười mấy cái đèn để lắp sáng để quay video nên anh em sẽ không cảm nhận được. Nên bây giờ mình sẽ cùng thử cho anh em xem thử xem là cái đèn này nó sáng tới cỡ nào ha. Đó. Rồi bây giờ thử nghiệm ở trên kho của mình luôn nha anh em. Đây là trên kho anh em nhìn thấy này. Không bật bất kỳ một bóng đèn nào nha. Đây, bắt đầu bây giờ mình sẽ thử cái đèn led này. Nãy giờ mình đã test nhiều rồi nên là cái bóng nó không còn được sáng nữa. Nhưng mà anh em cứ thử xem như nó như thế nào nha. 1, 2, 3. Đó. Rất là sáng, đây là mức đầu tiên nha anh em. Đó, chỉ có một cái bóng này thôi. Rồi, thứ hai này, bên nấc thứ hai này. Đó, yếu hơn một xíu này. Ở nấc 3 là nhấp nháy này. Đó, chỉ có một bóng này, duy nhất một bóng này nha anh em. Đó, rồi tắt đi. Bây giờ mình sẽ thử gắn ở trên cái kệ nha. Đây. Mình sẽ gắn trên cái kệ. Đó. Cực kỳ nhanh và tiện lợi luôn. Anh em cần tìm đồ hay là làm gì, sáng khắp nguyên một cái phòng luôn nha. Đó. Cần tìm đồ hay anh em chỉ cần để nó lên cái kệ hoặc là để đâu đó thôi. Hoặc là móc lên thôi. Đó. Rất chi là sáng luôn nha anh em. Rồi. Ví dụ tìm trong góc kẹt này. Trong cái không gian hẹp này. Đó. Tắt này. Không thấy gì hết. Bật này, cực kỳ sáng luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ thử soi cái đèn này vào để tìm đồ ở trong cái góc kẹt của cái xe nha. Mình đây mình tháo cái ốp ra để mình đổ cái đèn led BMW trong cái xe này. Thì anh em cũng thấy là nó rất chi là sáng nha, cực kỳ sáng luôn. Đó. Mà nhỏ gọn nữa nên em có thể đưa vào những cái góc nhỏ hẹp đều được hết. Và độ sáng rất chi là cao. Cái điện thoại của mình thì quay nó không có được rõ lắm. Đó. Rồi bây giờ chuyển sang mình sẽ gắn ở như cái máy laser nha. Qua cái đèn của điện thoại á, thì qua cái camera của điện thoại thì anh em sẽ thấy là cái đèn này nó có hiện tượng là chớp chớp chớp, nhưng mà ở ngoài thực tế thì nó sẽ không bị như vậy đâu nha anh em. Cái này là do cái tần số quét của camera thôi, nó không có liên quan gì hết. Đó, rất là sáng và cực kỳ tiện, anh em có thể gắn rất là nhanh gọn. Miễn là cứ có chỗ nào bằng thép hoặc là tôn gì đó để anh em đều gắn được hết. Anh em thấy không? Cực kỳ sáng, sáng chỉ cần một cái đèn này là có đủ không gian để cho mình làm việc rồi, rất chi là sáng luôn. Đó. Rồi, thì trong cái đèn này nó sẽ bao gồm những gì? Đây mình sẽ khui, đã khui rồi nhưng mà mình sẽ tiếp tục khui một nữa một cái mới nguyên ra cho anh em tham khảo thử ha. Đây, ở bên trong hộp thì nó bao gồm một cái cáp sạc Type-C này, không kèm củ sạc nha anh em. Anh em dùng cái cục sạc dự phòng á hoặc là cái cục sạc điện thoại của mình để sạc nha. Đó, đây là cái sách hướng dẫn, thực ra là cũng chẳng dùng đâu. Rồi. Nhân vật chính ở trong này nó chỉ có một cái túi xốp như thế này thôi. Đó, cực kỳ sáng luôn nha, rất rất sáng nha. Nó có ba chế độ. Một, anh em bấm một cái thì nó sáng mạnh nhất,
bấm một cái nữa thì nó sáng vừa, bấm một cái nữa thì nó sẽ nháy. Nháy cái đèn này là đèn nháy theo cái dạng như là để cảnh báo hoặc là SOS nha anh em. Thì khi mà ví dụ như anh em đi xe ô tô hoặc là đi xe máy mà ví dụ có sự cố giữa đường mà không có đèn cảnh báo, anh em cứ gắn cái này vào cái cốp và vào cái đuôi xe là xong ha. Nó có nam châm nên rất là tiện lợi, hoặc là anh em có thể dùng cái móc cũng được, không vấn đề gì hết. Đấy, anh em có thể dùng móc, đó móc vào chỗ nào đó đều được ha. Rất là tiện. Thì cái đèn này thì cũng không có gì để mà giới thiệu với anh em thêm cả. Thì cái thời lượng pin anh em cũng biết là cái đèn này khá chỉ là nhỏ, khá chỉ là nhỏ mà độ sáng nó cao, công suất nó cao nên là cái thời lượng pin cũng không có nhiều. Anh em có thể dùng, chắc là dùng cỡ chừng 30 phút đến 1 tiếng là hết pin thôi. Nhưng mà thực sự mà nói mình dùng trong những trường hợp khẩn cấp thì nhiều đó là quá là nhiều rồi, không có cần phải dùng nhiều tới với hơn mức đó đâu. Nên là anh em cứ thoải mái ha, tìm đồ này, rồi soi sáng khi mà làm việc này ở những không gian hẹp này, rồi anh em có thể bỏ vô cái chìa khóa, ví dụ đi đường mà có gặp sự cố gì đó làm cái đèn cảnh báo như thế này đó, làm đèn cảnh báo này phía sau đuôi ô tô chẳng hạn, anh em chỉ cần gắn vào bên phía cốp phía sau đuôi xe thì những xe khác họ sẽ thấy để mà họ né đi ha. Rồi cái giá bán thì hiện tại thì bên mình sẽ bán với giá là 60.000 một cái như thế này nha, 60.000, chỉ có 60.000 thôi, chỉ 60.000, chưa bao gồm phí ship nha anh em, chỉ 60.000 đó một cái như thế này, bao giá toàn thị trường ha, chỉ có 60.000 thôi ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những video sau.